tuyển tập bài đọc diễn cảm về lời Đức Chúa Trời toàn năng. Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất, 4. Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, 1. Chúng ta đã có thêm một số sự thông công về thẩm quyền của Đức Chúa Trời trong buổi họp trước. Bây giờ, chúng ta sẽ không thảo luận về chủ đề sự công chính của Đức Chúa Trời nữa. Điều chúng ta sẽ nói ngày hôm nay là một chủ đề hoàn toàn mới. Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, tuy thế, là một khía cạnh khác trong thực chất độc nhất của Đức Chúa Trời. Vì vậy, việc chúng ta thông công về chủ đề này là rất quan trọng. Trước đây, ta đã thông công về hai khía cạnh khác trong thực chất của Đức Chúa Trời: tâm tính công chính của Đức Chúa Trời và thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Những khía cạnh này và khía cạnh mà ta sẽ thông công ngày hôm nay, tất cả đều độc nhất, đúng không? Đúng vậy. Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời cũng là duy nhất. Vì vậy, chủ đề cho sự thông công của chúng ta hôm nay sẽ là những gì tạo nên nền tảng và gốc rễ của sự độc nhất này. Hôm nay chúng ta sẽ thông công về thực chất độc nhất của Đức Chúa Trời, sự thánh khiết của Ngài. Có lẽ một vài người trong các ngươi có một số nghi ngại và đang thắc mắc. Tại sao chúng ta nên thông công về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời? Đừng lo lắng, ta sẽ diễn giải từ từ cho các ngươi. Một khi các ngươi đã nghe những gì ta nói, các ngươi sẽ biết lý do tại sao với ta, việc thông công về chủ đề này là rất cần thiết. Trước tiên, hãy định nghĩa từ thánh khiết. Dựa trên quan niệm của các ngươi và tất cả kiến thức mà các ngươi đã đạt được, các ngươi hiểu định nghĩa của từ thánh khiết là gì? Thánh khiết có nghĩa là không bị hoen ố, hoàn toàn không có sự bại hoại hoặc những khiếm khuyết của con người. Sự thánh khiết tỏa ra hết thảy những điều tích cực, dù là trong suy nghĩ, lời nói hay hành động. Rất tốt. Thánh khiết là thiêng liêng, không tì vết, không thể xúc phạm bởi con người. Nó là độc nhất, nó chỉ có ở Đức Chúa Trời và nó là biểu tượng của Ngài. Đây là định nghĩa của các ngươi. Trong lòng của mỗi người, từ thánh khiết này có một phạm vi, một định nghĩa và một cách diễn giải. Ít nhất, khi các ngươi nhìn thấy từ thánh khiết, tâm trí các ngươi không trống rỗng. Các ngươi có một phạm vi định nghĩa nhất định cho từ này và lời nói của một số người phần nào đó gần với những lời nói định nghĩa thực chất tâm tính của Đức Chúa Trời. Điều này là rất tốt. Hầu hết mọi người tin rằng từ thánh khiết là một từ tích cực, và điều này chắc chắn là đúng. Nhưng hôm nay, khi chúng ta thông công về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, ta sẽ không chỉ nói về những định nghĩa hay giải thích. Thay vào đó, ta sẽ đưa ra các sự thật làm bằng chứng để cho ngươi thấy tại sao ta nói Đức Chúa Trời là thánh khiết và tại sao ta sử dụng từ thánh khiết để mô tả thực chất của Đức Chúa Trời. Đến khi sự thông công của chúng ta kết thúc, ngươi sẽ cảm thấy việc sử dụng từ thánh khiết để định nghĩa thực chất của Đức Chúa Trời và nói về Đức Chúa Trời là hoàn toàn xác đáng và phù hợp nhất. Ít nhất, trong phạm vi ngôn ngữ hiện tại của con người, sử dụng từ này để nói về Đức Chúa Trời là đặc biệt thích hợp. Trong tất cả các từ của ngôn ngữ nhân loại, chỉ duy nhất từ này là hoàn toàn phù hợp để nói về Đức Chúa Trời. Từ này, khi được sử dụng để chỉ Đức Chúa Trời, không phải là một từ sáo rỗng, cũng không phải là một từ ngữ khen ngợi vô căn cứ hay nịnh hót sáo rỗng. Mục đích thông công của chúng ta là cho phép mỗi người nhận ra sự thật về khía cạnh này trong thực chất của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không sợ sự hiểu biết của con người, mà Ngài sợ sự hiểu lầm của họ. Đức Chúa Trời mong muốn mọi người biết thực chất của Ngài và Ngài có gì và là gì. Vì vậy, mỗi khi chúng ta đề cập đến một khía cạnh trong thực chất của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể viện dẫn nhiều nhận thức
để cho mọi người thấy rằng khía cạnh này trong thực chất của Đức Chúa Trời thực sự tồn tại. Giờ chúng ta đã có định nghĩa về từ thánh khiết. Hãy thảo luận một vài ví dụ. Theo những quan niệm của con người, họ tưởng tượng ra nhiều thứ và nhiều người là thánh khiết. Ví dụ, các chàng trai và cô gái đồng trinh được định nghĩa là thánh khiết trong từ điển của nhân loại. Nhưng họ có thực sự thánh khiết không? Cái gọi là thánh khiết này và từ thánh khiết mà chúng ta sẽ thông công ngày hôm nay có phải là một và như nhau không? Không phải. Những người trong số con người có đạo đức tốt, những người có lời nói tinh tế và có văn hóa, những người không bao giờ làm tổn thương bất cứ ai, và những người bằng lời nói làm cho người khác thoải mái và dễ chịu. Họ có thánh khiết không? Những người thường làm việc tốt, bác ái và đưa ra trợ giúp tuyệt vời cho người khác, những người mang lại nhiều niềm vui cho cuộc sống của mọi người, họ có thánh khiết không? Những người không nuôi những tư tưởng vị kỷ, những người không đặt ra yêu cầu hà khắc đối với bất cứ ai, những người khoan dung với mọi người, họ có thánh khiết không? Những người chưa bao giờ cãi nhau hay lợi dụng ai, họ có thánh khiết không? Và những người làm việc vì lợi ích của người khác, những người mang lại lợi ích cho người khác và mang lại sự khai trí cho người khác bằng mọi cách thì sao? Họ có thánh khiết không? Những người dành tất cả khoản dành dụm cả đời của mình cho người khác và sống một cuộc sống đơn giản, những người nghiêm khắc với bản thân nhưng đối xử với người khác một cách rộng lượng, họ có thánh khiết không? Không. Tất cả các ngươi đều nhớ mẹ mình đã chăm sóc và trông nom các ngươi bằng mọi cách có thể tưởng tượng được như thế nào. Họ có thánh khiết không? Những thần tượng mà các ngươi yêu mến, dù là người nổi tiếng, người có danh tiếng hay vĩ nhân, họ có thánh khiết không? Không. Bây giờ, chúng ta hãy nhìn vào những nhà tiên tri trong Kinh Thánh, những người có thể nói những điều về tương lai mà nhiều người không biết. Những người này có thánh khiết không? Những người có thể ghi lại những lời Đức Chúa Trời và sự thật về công tác của Ngài trong Kinh Thánh, họ có thánh khiết không? Môi-se có thánh khiết không? Abraham có thánh khiết không? Không. Job thì sao? Ông ấy có thánh khiết không? Không. Job được Đức Chúa Trời gọi là một người công chính. Vậy tại sao ngay cả ông cũng không được gọi là thánh khiết? Những người kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác thực sự không thánh khiết sao? Họ có hay không? Không. Các ngươi có chút không chắc chắn, không chắc về câu trả lời và không dám nói không, nhưng cũng không dám nói có, nên cuối cùng các ngươi chỉ nói nửa vời là không. Để ta hỏi một câu hỏi khác. Các sứ giả của Đức Chúa Trời, các sứ giả mà Đức Chúa Trời gửi xuống đất, họ có thánh khiết không? Các thiên sứ có thánh khiết không? Không. Nhân loại không bị Satan làm sa ngã, họ có thánh khiết không? Không. Các người cứ trả lời không cho mọi câu hỏi. Căn cứ vào đâu? Các người đang mù mờ phải không? Vậy tại sao ngay cả các thiên sứ cũng được cho là không thánh khiết? Giờ các người cảm thấy không chắc chắn đúng không? Các người có thể giải đáp được dựa trên cơ sở nào mà con người, sự vật hoặc những hữu thể tự hữu mà chúng ta đã đề cập trước đó không phải là thánh khiết không? Ta chắc chắn các ngươi không thể. Vậy thì chẳng phải việc các ngươi nói không có chút vô trách nhiệm sao? Chẳng phải ngươi đang trả lời cách mù quáng sao? Một số người đang băn khoăn. Vì Ngài đã đặt câu hỏi theo cách này, câu trả lời chắc chắn phải là không. Đừng cho ta những câu trả lời liến thoáng. Hãy suy nghĩ cẩn thận xem câu trả lời là có hay không. Các ngươi sẽ biết lý do tại sao câu trả lời là không khi chúng ta thông công xong về chủ đề tiếp theo. Ta sẽ sớm cho các ngươi câu trả lời. Đầu tiên, hãy đọc từ trong Kinh Thánh. Mệnh lệnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời cho con người.
Sách Sáng Thế, chương 2, câu 15 đến câu 17. Jehovah Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. Rồi Jehovah Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Sự cám dỗ của rắn với người nữ. Sách Sáng Thế, chương 3, câu 1 đến câu 5. Và trong các loài thú đồng mà Jehovah Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi, Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng: Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: Hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng? Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Hai đoạn này là những đoạn trích từ sách Sáng Thế Ký trong Kinh Thánh. Tất cả các ngươi có thấy quen thuộc hai đoạn này không? Chúng liên quan đến các sự kiện xảy ra lúc ban đầu, khi loài người lần đầu tiên được thọ tạo. Những sự kiện này là thật. Trước tiên, chúng ta hãy xem loại lệnh nào mà Jehovah Đức Chúa Trời đã truyền cho Adam và Eva. Nội dung của lệnh này rất quan trọng đối với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Rồi, Jehovah Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Ngụ ý mệnh lệnh của Đức Chúa Trời cho con người trong đoạn này là gì? Thứ nhất, Đức Chúa Trời nói với con người những gì họ có thể ăn, cụ thể là trái của nhiều loại cây, không có nguy hiểm và không có chất độc. Tất cả có thể ăn được và ăn thỏa thích như con người mong muốn, không phải lo lắng và nghi ngờ gì. Đây là một phần trong mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Phần khác là một cảnh báo. Trong lời cảnh báo này, Đức Chúa Trời phán với con người họ không được ăn trái từ cây biết điều thiện và điều ác. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ ăn từ cây này? Đức Chúa Trời phán với con người: Nếu ngươi ăn nó, ngươi chắc chắn sẽ chết. Chẳng phải những lời này là thẳng thắn sao? Nếu Đức Chúa Trời phán với ngươi điều này, nhưng ngươi không hiểu tại sao, liệu ngươi có coi những lời Ngài là một quy tắc hay một mệnh lệnh phải được vâng phục không? Những lời như vậy phải được vâng phục, phải vậy không? Nhưng cho dù con người có thể vâng lời hay không, những lời Đức Chúa Trời là không thể chối cãi. Đức Chúa Trời phán với con người rất rõ ràng những gì họ có thể ăn và những gì họ không thể ăn, và những gì sẽ xảy ra nếu họ ăn những gì họ không thể ăn. Trong những lời ngắn gọn này mà Đức Chúa Trời phán dạy, ngươi có thể thấy điều gì về tâm tính của Đức Chúa Trời không? Những lời này của Đức Chúa Trời có đúng không? Có sự lừa dối nào không? Có bất kỳ giả dối nào không? Có sự đe dọa nào không? Không có. Đức Chúa Trời phán dạy con người một cách trung thực, thành thật và chân thành về những gì họ có thể ăn và những gì họ không thể ăn. Đức Chúa Trời phán rõ ràng và thẳng thắn. Có bất kỳ ẩn ý nào trong những lời này không? Những lời không thẳng thắn sao? Có cần phải phỏng đoán không? Không. Không cần phỏng đoán. Ý nghĩa của chúng là rõ ràng trong nháy mắt. Khi đọc chúng, người ta cảm thấy hoàn toàn rõ ràng về ý nghĩa của chúng. Đó là những gì Đức Chúa Trời muốn nói
và những gì Ngài muốn bày tỏ xuất phát từ trái tim Ngài. Những điều Đức Chúa Trời bày tỏ là tinh sạch, thẳng thắn và rõ ràng. Không có động cơ bí mật, cũng không có bất kỳ ẩn ý nào. Ngài trực tiếp phán dạy con người, bảo họ những gì có thể ăn và những gì không thể ăn. Điều đó có nghĩa là, qua những lời này của Đức Chúa Trời, con người có thể thấy rằng tấm lòng của Đức Chúa Trời là minh bạch và chân thực. Không có dấu vết của sự giả dối ở đây. Không phải kiểu nói với ngươi rằng ngươi không được ăn những gì có thể ăn được, hoặc nói với ngươi, hãy làm điều đó và xem điều gì sẽ xảy ra với những thứ mà ngươi không thể ăn được. Đây không phải là những gì Đức Chúa Trời muốn nói. Bất cứ điều gì Đức Chúa Trời nghĩ trong lòng thì đó là những gì Ngài phán dạy. Nếu ta nói Đức Chúa Trời là thánh khiết bởi vì Ngài thể hiện và mặc khải chính Ngài trong những lời này theo cách này, thì ngươi có thể cảm thấy rằng ta đã xé việc bé ra to, hoặc ta đã phóng đại một vấn đề quá xa. Nếu vậy, đừng lo lắng, chúng ta vẫn chưa xong đâu. Bây giờ chúng ta hãy nói về sự cám dỗ của con rắn với người nữ. Ai là con rắn? Là Satan. Satan đóng vai trò là vật làm nền trong kế hoạch quản lý 6.000 năm của Đức Chúa Trời. Và đó là một vai trò mà chúng ta phải đề cập khi thông công về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Tại sao ta lại nói điều này? Nếu ngươi không biết sự xấu xa và bại hoại của Satan, nếu ngươi không biết về bản tính của Satan, thì ngươi không có cách nào để thừa nhận sự thánh khiết. Và ngươi cũng không thể biết được sự thánh khiết thực sự là gì. Trong bối rối, mọi người tin rằng những gì Satan làm là đúng, bởi vì họ sống trong kiểu tâm tính bại hoại này. Không có vật làm nền, không có điểm so sánh, ngươi không thể biết sự thánh khiết là gì. Đó là lý do tại sao Satan phải được nhắc đến ở đây. Sự đề cập như vậy không phải lời sáo rỗng. Thông qua những lời và việc làm của Satan, chúng ta sẽ thấy Satan hành động như thế nào, Satan làm sa ngã loài người ra sao, và bản tính và diện mạo của Satan là gì. Vậy người nữ đã nói gì với con rắn? Người nữ kể lại cho con rắn những gì Jehovah, Đức Chúa Trời, đã nói với bà. Khi bà nói những lời này, bà có chắc chắn rằng những gì Đức Chúa Trời đã nói với mình là đúng không? Bà không thể chắc chắn, phải không? Là một người mới được thọ tạo, bà không có khả năng phân biệt thiện ác, và bà cũng không có bất kỳ nhận thức nào về bất cứ điều gì xung quanh mình. Đánh giá trên những lời bà ấy nói với con rắn, bà không chắc trong lòng mình rằng những lời Đức Chúa Trời là đúng. Thái độ của bà ấy là như thế. Vì vậy, khi con rắn thấy rằng người nữ có thái độ không chắc chắn đối với những lời Đức Chúa Trời, nó đã nói, hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Có bất cứ điều gì có vấn đề trong những lời này không? Khi các ngươi đọc câu này, các ngươi có nắm bắt được ý đồ của con rắn không? Những ý đồ đó là gì? Để cám dỗ con người, khiến họ phạm tội. Nó muốn cám dỗ người nữ này để ngăn bà ấy nghe lời Đức Chúa Trời. Nhưng nó đã không nói những điều này cách trực tiếp. Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng nó rất xảo quyệt. Nó bày tỏ ý của nó một cách danh mãnh và lảng tránh để đạt được mục tiêu đã định. Điều mà nó luôn giấu trong tâm trí nó, được che giấu khỏi con người. Đó là sự xảo quyệt của con rắn. Đây luôn là cách nói và hành động của Satan. Nó nói không chắc, mà không xác nhận cách này hay cách khác. Nhưng khi nghe điều này, lòng người nữ dốt nát đã bị lay động. Con rắn rất hài lòng vì lời của nó đã có tác dụng mong muốn. Đó là ý đồ xảo quyệt của con rắn.
Hơn nữa, bằng cách hứa hẹn một kết quả có vẻ như hấp dẫn đối với con người, nó đã quyến rũ bà ấy, nói rằng: "Hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra." Vì vậy, bà ấy suy ngẫm: "Mắt mình được mở ra là một điều tốt." Và sau đó, nó nói một thứ thậm chí còn hấp dẫn hơn: những lời chưa từng được con người biết đến, những lời mang sức mạnh cám dỗ lớn đối với những người nghe chúng. Hai người sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Chẳng phải những lời này cám dỗ con người cách mãnh liệt sao? Nó giống như ai đó nói với ngươi rằng: "Khuôn mặt của ngươi có hình dạng tuyệt vời, ngoại trừ sống mũi của ngươi hơi ngắn. Nếu ngươi sửa nó thì ngươi sẽ là một người đẹp đẳng cấp thế giới." Liệu những lời này có làm lay động trái tim của một người trước đây chưa bao giờ ấp ủ ý muốn làm phẫu thuật thẩm mỹ không? Chẳng phải những lời này đầy cám dỗ sao? Chẳng phải sự cám dỗ rất hấp dẫn với ngươi sao? Và đây chẳng phải là một sự cám dỗ sao? Đúng vậy. Đức Chúa Trời có nói những điều như thế này không? Có bất cứ gợi ý nào về điều này trong những lời Đức Chúa Trời mà chúng ta vừa mới nghiên cứu không? Không có. Đức Chúa Trời có nói những gì Ngài nghĩ trong lòng không? Con người có thể thấy được tấm lòng của Đức Chúa Trời qua lời Ngài không? Có. Nhưng khi con rắn nói những lời đó với người nữ, người có thể thấy tấm lòng của nó không? Không thấy. Và vì sự thiếu hiểu biết của con người dễ dàng bị quyến rũ bởi những lời nói của con rắn và dễ dàng bị lừa. Vậy người có thể thấy được những ý đồ của Satan không? Người có thể thấy được mục đích đằng sau những gì Satan nói không? Người có thể thấy âm mưu và mưu mẹo của Satan không? Không. Kiểu tâm tính nào được thể hiện qua cách nói của Satan? Loại thực chất nào người đã thấy trong Satan qua những lời này? Chẳng phải nó tinh vi sao? Có thể trên bề mặt hắn mỉm cười với ngươi, hoặc có thể hắn không tỏ ra bất kỳ biểu hiện nào. Nhưng trong thâm tâm, hắn đang tính toán làm thế nào để đạt được mục tiêu của mình. Và chính mục tiêu này là điều ngươi không thể nhìn thấy. Tất cả những hứa hẹn mà hắn đưa ra cho ngươi, tất cả những thuận lợi mà hắn mô tả, đều là chiêu bài cám dỗ của hắn. Ngươi thấy những điều này là tốt. Vì vậy, ngươi cảm thấy rằng những gì hắn nói là hữu ích hơn, thực chất hơn những gì Đức Chúa Trời phán dạy. Khi chuyện này xảy ra, chẳng phải con người sẽ trở thành một tù nhân đầu phục sao? Chiến lược này mà Satan sử dụng chẳng phải là quỷ quyệt sao? Ngươi cho phép bản thân chìm vào sự suy đồi. Không cần Satan phải nhấc một ngón tay, mà chỉ bằng cách nói hai câu này, ngươi sẽ trở nên vui vẻ đi theo Satan, tuân theo Satan. Do đó, mục tiêu của Satan đã đạt được. Chẳng phải ý đồ này nham hiểm sao? Chẳng phải đây là diện mạo nguyên sơ nhất của Satan sao? Từ những lời của Satan, con người có thể thấy động cơ hiểm ác của hắn, nhìn thấy diện mạo ghê tởm và thấy được thực chất của hắn. Chẳng phải vậy sao? Khi so sánh những câu này, nếu không phân tích, có lẽ người có thể cảm thấy như thể những lời của Jehovah, Đức Chúa Trời, thật buồn tẻ, tầm thường và sáo rỗng. Rằng chúng không biện minh bằng cách nói hào hứng ở đây để ngợi khen sự trung thực của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, khi chúng ta lấy lời của Satan và diện mạo ghê tởm của Satan làm vật làm nền, chẳng phải những lời này của Đức Chúa Trời có trọng lượng đáng kể cho con người thời nay sao? Đúng vậy. Qua sự so sánh này, con người có thể cảm nhận được sự toàn hảo thuần khiết của Đức Chúa Trời. Mọi lời Satan nói, cũng như động cơ, ý đồ của Satan và cách hắn nói, tất cả đều bị pha tạp. Đặc điểm chính trong cách nói của Satan là gì? Satan sử dụng lời nói nước đôi để cám dỗ ngươi mà không để ngươi nhìn thấu tính hai mang của hắn và cũng không để cho ngươi nhận ra mục tiêu của hắn. Satan để ngươi đớp mồi, nhưng ngươi vẫn phải ngợi khen và ca ngợi những công lao của hắn. Chẳng phải âm mưu này,
chính là phương pháp thường lệ của Satan sao? Đúng vậy. Bây giờ chúng ta hãy xem những lời và cách diễn đạt khác của Satan cho phép con người nhìn thấy gì nữa trong diện mạo ghê tởm của hắn. Chúng ta hãy đọc thêm trong Kinh Thánh. Hội thoại giữa Satan và Đức Chúa Trời Jehovah. Job chương 1, từ câu 6 đến câu 11. Và một ngày kia, các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Jehovah, và Satan cũng đến trong vòng chúng. Đức Jehovah phán hỏi Satan rằng: Ngươi ở đâu đến? Satan thưa với Đức Jehovah rằng: Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó. Đức Jehovah lại hỏi Satan rằng: Ngươi có nhìn thấy Job, tôi tớ của ta chăng? Nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Satan thưa với Đức Jehovah rằng: Job há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao? Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. Nhưng bây giờ hãy giơ tay Chúa ra, đụng đến hại các vật người có, ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. Job chương 2, từ câu 1 đến câu 5. Xảy ra một ngày kia, các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Jehovah. Satan cũng có đến trong vòng chúng đặng ra mắt Đức Jehovah. Đức Jehovah bèn phán hỏi Satan rằng: Ngươi ở đâu đến? Satan thưa cùng Đức Jehovah rằng: Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó. Đức Jehovah lại phán hỏi Satan rằng: Ngươi có nhìn thấy Job, tôi tớ ta chăng? Trên đất chẳng có ai giống như người, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Lại người bền đỗ trong sự hoàn toàn mình, mặc dầu người có dục ta phá hủy người vô cớ. Satan thưa lại với Đức Jehovah rằng: Lấy ra đền ra, phàm vật chi một người có, tất sẽ trao thế cho mạng sống mình. Nhưng bây giờ xin Chúa hãy giơ tay ra, đụng đến hại xương thịt người, ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. Hai đoạn này bao gồm toàn bộ một cuộc đối thoại giữa Đức Chúa Trời và Satan. Chúng ghi lại những gì Đức Chúa Trời nói và những gì Satan nói. Đức Chúa Trời không nói nhiều và Ngài phán rất đơn giản. Chúng ta có thể thấy được sự thánh khiết của Đức Chúa Trời trong những lời đơn giản của Ngài không? Vài người sẽ nói rằng điều này không dễ thực hiện. Thế chúng ta có thể thấy được sự ghê tởm của Satan trong lời đáp của nó không? Có. Trước tiên, hãy nhìn vào kiểu câu hỏi Jehovah Đức Chúa Trời đã hỏi Satan. Ngươi ở đâu đến? Chẳng phải đây là câu hỏi thẳng nó sao? Có ẩn ý nào không? Không có. Nó chỉ là một câu hỏi thuần khiết, không bị pha trộn bởi bất cứ động cơ ngầm nào. Nếu ta hỏi các ngươi, ngươi ở đâu đến, thì các ngươi sẽ trả lời như thế nào? Nó có phải là câu hỏi khó trả lời không? Liệu các ngươi sẽ đáp, tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó? Không. Các ngươi sẽ không trả lời như thế. Thế thì các ngươi cảm thấy thế nào khi các ngươi thấy Satan trả lời theo cách này? Chúng con cảm thấy Satan đang vô lý mà cũng gian dối. Các ngươi có thể nói ta đang cảm thấy gì không? Mỗi khi ta thấy những lời này của Satan, ta cảm thấy ghê tởm. Vì Satan nói, nhưng lời nó chẳng có chút thực chất gì. Satan đã trả lời câu hỏi của Đức Chúa Trời chưa? Không, những lời Satan nói không phải là một câu trả lời. Chúng chẳng đem lại điều gì. Chúng không phải là một câu trả lời cho câu hỏi của Đức Chúa Trời. Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó. Hiểu biết của ngươi về những lời này là gì? Thế Satan đến từ đâu?
Các ngươi đã nhận được câu trả lời nào cho câu hỏi này chưa? Chưa. Đây là thiên tài của các âm mưu quỷ quyệt của Satan, không để bất cứ ai phát hiện được nó thật sự đang nói gì. Nghe những lời này, ngươi vẫn không thể phân định được nó nói gì, ngay cả khi nó đã trả lời xong. Vậy mà Satan tin rằng nó đã trả lời hoàn hảo. Thế ngươi cảm thấy như thế nào? Ghê tởm. Vâng. Giờ ngươi bắt đầu cảm thấy ghê tởm đối với những lời này. Satan không nói thẳng mà khiến ngươi vò đầu bứt tóc, không thể hiểu được nguồn gốc những lời của nó. Đôi khi nó chủ ý nói, và đôi lúc khi nó nói, lời nó bị thực chất và bản tính của chính nó chi phối. Đây là những lời phát ra từ miệng của Satan. Satan không cân nhắc kỹ những lời này hay nói chúng theo cách nó cho là khéo léo. Thay vào đó, nó phát ngôn một cách tự nhiên. Ngay sau khi ngươi hỏi Satan nơi nó đến, thì nó trả lời ngươi như vậy bằng những lời này. Ngươi cảm thấy rất rối, không bao giờ biết được chính xác Satan ở đâu đến. Có ai trong số các ngươi nói như này không? Có. Kiểu nói này là gì? Nó mập mờ và không đưa ra một câu trả lời chắc chắn. Chúng ta nên dùng loại từ ngữ gì để miêu tả kiểu nói này? Nó là đánh trống lảng và giả dối, phải không? Giả sử một ai đó không muốn cho người khác biết nơi họ đã đến ngày hôm qua. Ngươi hỏi họ, hôm qua tôi thấy anh đã đi đâu vậy? Họ không nói trực tiếp cho ngươi nơi họ đã đi ngày hôm qua. Thay vào đó, họ nói, ngày hôm qua thật là một ngày dài, thật là mệt mỏi. Họ đã trả lời câu hỏi của ngươi chưa? Họ đã trả lời, nhưng họ đã không đưa ra câu trả lời mà ngươi muốn. Đây chính là thiên tài trong kỹ xảo ăn nói của con người. Ngươi không bao giờ có thể nhận ra được điều họ muốn nói hay nắm bắt được nguồn gốc hoặc ý đồ của lời họ. Ngươi không biết được họ đang cố né tránh điều gì vì trong lòng họ chỉ có câu chuyện của riêng mình. Điều này thật nham hiểm. Các ngươi cũng thường nói theo cách này chứ? Đúng. Thế mục đích của các ngươi là gì? Có phải đôi khi là để bảo vệ quyền lợi của bản thân, đôi khi để duy trì vị trí, hình tượng của chính ngươi, để giữ những bí mật đời sống riêng tư của ngươi, để cứu danh tiếng của bản thân ngươi? Cho dù mục đích có là gì, nó đều không tách rời khỏi những quyền lợi của ngươi, gắn kết với những quyền lợi của ngươi. Điều này chẳng phải là bản tính của con người sao? Chẳng phải mọi người với kiểu bản tính này đều tương tự như Satan sao? Chúng ta có thể nói như vậy, đúng không? Nói chung, biểu hiện này là gớm ghiếc và đáng ghê tởm. Giờ các ngươi cũng cảm thấy ghê tởm, đúng không? Đúng. Cùng nhìn lại vào đoạn thứ nhất, Satan đáp lại câu hỏi của Đức Giê-hô-va, nói rằng Job há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao? Satan đang mở ra một cuộc tấn công vào sự đánh giá của Đức Giê-hô-va về Job, và cuộc tấn công này mang màu thù địch. Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người và mọi vật thuộc về người sao? Đây là chí hiểu và sự đánh giá của Satan về công tác của Đức Giê-hô-va trên Job. Satan đánh giá như này, nói rằng Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. Nhưng bây giờ hãy giơ tay Chúa ra, đụng đến hại các vật người có, ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. Satan luôn nói một cách mập mờ, nhưng ở đây nó nói bằng những lời lẽ chắc chắn. Thế mà những lời này, dù chúng được nói bằng những lời lẽ chắc chắn, lại là một cuộc tấn công, một điều báng bổ và một hành động thách thức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời, thách thức chính Đức Chúa Trời. Các ngươi cảm thấy như thế nào khi nghe những lời này? Các ngươi có thấy ác cảm không? Các ngươi có thể nhìn thấu được các ý đồ của Satan không? Trước hết, Satan bác bỏ đánh giá của Đức Giê-hô-va về Job, một người kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác.
Rồi Satan bác bỏ mọi điều Job nói và làm, nghĩa là nó bác bỏ sự kính sợ của ông ấy với Đức Giê-hô-va. Đây chẳng phải là buộc tội sao? Satan đang buộc tội, bác bỏ và nghi ngờ hết thảy mọi việc Đức Giê-hô-va làm và phán dạy. Nó không tin, nói rằng nếu Ngài nói những điều như này thì sao tôi đã không thấy nó? Ngài đã ban cho người quá nhiều ơn phước, thế thì sao người lại có thể không kính sợ Ngài? Đây chẳng phải là một sự bác bỏ mọi điều mà Đức Chúa Trời làm sao? Buộc tội, bác bỏ, báng bổ, chẳng phải những lời của Satan là một sự công kích sao? Chẳng phải chúng là sự thể hiện thật sự những gì Satan nghĩ trong lòng sao? Những lời này chắc chắn không giống với những lời chúng ta vừa đọc. Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó. Chúng hoàn toàn khác nhau. Thông qua những lời này, Satan phơi bày toàn bộ lòng dạ nó, thái độ của nó với Đức Chúa Trời và sự ghê tởm của nó đối với sự kính sợ Đức Chúa Trời của Job. Khi điều này xảy ra, bản tính hiểm độc và gian ác của nó hoàn toàn lộ ra. Nó ghê tởm những ai kính sợ Đức Chúa Trời, ghê tởm những ai lánh khỏi điều ác, và thậm chí còn ghê tởm Jehovah hơn vì ban ơn phước cho con người. Nó muốn dùng cơ hội này để hủy diệt Job, người mà Đức Chúa Trời tận tay nâng đỡ, để hủy hoại ông ấy, bảo rằng Ngài nói Job kính sợ Ngài và lánh khỏi điều ác, tôi lại thấy khác. Nó dùng nhiều cách khác nhau để kích động và xúi dục Jehovah, và dùng những thủ đoạn khác nhau hầu cho Jehovah Đức Chúa Trời giao Job cho Satan để bị mặc sức thao túng, làm hại và hành hạ. Nó muốn lợi dụng cơ hội này để hủy diệt người đàn ông công chính và hoàn hảo này trong mắt Đức Chúa Trời. Có phải chỉ là một sự bốc đồng nhất thời khiến Satan có loại lòng dạ này không? Không, không phải vậy. Nó đã được hình thành từ lâu rồi. Đức Chúa Trời làm công tác của Ngài. Đức Chúa Trời quan tâm đến một người, xem xét người này, và Satan theo sát gót Ngài mọi lúc. Bất kỳ ai mà Đức Chúa Trời chiếu cố, Satan cũng theo dõi, lê bước phía sau. Nếu Đức Chúa Trời muốn người này, Satan sẽ làm mọi thứ trong khả năng của nó để cản trở Đức Chúa Trời, dùng mọi thủ đoạn gian ác khác nhau để xúi dục, phá vỡ và phá hoại công tác Đức Chúa Trời làm, hết thảy mọi việc hầu để đạt được mục đích ngầm của nó. Mục đích này là gì? Nó không muốn Đức Chúa Trời thu phục được bất cứ ai. Hết thảy những ai Đức Chúa Trời muốn, nó cũng muốn cho chính mình. Nó muốn chiếm hữu họ, kiểm soát họ, thống lĩnh họ để họ thờ phượng nó, hầu để họ nhập bọn với nó trong việc thực hiện các hành vi gian ác. Chẳng phải đây là động cơ nham hiểm của Satan sao? Các ngươi thường nói rằng Satan rất ác độc, rất xấu xa. Nhưng các ngươi đã thấy nó chưa? Các ngươi chỉ có thể thấy con người xấu xa như thế nào. Các ngươi chưa thấy trong thực tế Satan thực sự xấu xa ra sao. Nhưng các ngươi đã thấy được sự ác độc của Satan trong vấn đề liên quan đến Job chưa? Đã thấy. Vấn đề này đã khiến cho diện mạo và thực chất ghê tởm của Satan trở nên rất rõ ràng. Trong khi chiến đấu với Đức Chúa Trời và lê bước theo Ngài, mục đích của Satan là phá hủy toàn bộ công tác Đức Chúa Trời muốn làm, chiếm hữu và kiểm soát những ai mà Đức Chúa Trời muốn thu phục, hủy diệt hoàn toàn những ai mà Đức Chúa Trời muốn thu phục. Nếu họ không bị hủy diệt, thì họ cũng rơi vào sự chiếm hữu của Satan, bị nó sử dụng. Đây là mục đích của nó. Và Đức Chúa Trời làm gì? Đức Chúa Trời chỉ phán một câu đơn giản trong đoạn này. Không có ghi chép thêm về bất cứ điều gì mà Đức Chúa Trời làm, nhưng chúng ta thấy có thêm nhiều ghi chép về những gì Satan nói và làm. Trong đoạn tiếp theo của Kinh Thánh, Jehovah hỏi Satan: Ngươi ở đâu đến? Câu trả lời của Satan là gì? Vẫn là
tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó. Vẫn là câu đó. Điều này đã trở thành khẩu hiệu của Satan, danh thiếp của Satan. Sao lại như vậy? Satan không đáng ghét sao? Chắc chắn việc nói ra câu ghê tởm này chỉ một lần là đủ. Tại sao Satan cứ nhắc lại nó chứ? Việc này chứng tỏ một điều, bản tính của Satan không thay đổi. Satan không thể giả vờ để che đậy bộ mặt xấu xa của nó. Đức Chúa Trời hỏi nó một câu, và đây là cách nó trả lời. Việc này mà như thế, thì hãy tưởng tượng xem, nó hẳn đối xử với con người như thế nào. Satan không e ngại Đức Chúa Trời, không sợ Đức Chúa Trời, và không vâng phục Đức Chúa Trời. Thế nên nó dám ngông cuồng ngạo mạn trước Đức Chúa Trời, dám dùng những lời hệt nhau để phủi đi câu hỏi của Đức Chúa Trời, dám lặp đi lặp lại cùng một câu trả lời cho câu hỏi của Đức Chúa Trời, dám toan dùng câu trả lời này để làm bẽ mặt Đức Chúa Trời. Đây là bộ mặt xấu xí của Satan. Nó không tin vào sự toàn năng của Đức Chúa Trời, không tin vào thẩm quyền của Đức Chúa Trời, và chắc chắn không sẵn lòng đầu phục sự thống trị của Đức Chúa Trời. Nó luôn luôn đối nghịch với Đức Chúa Trời, luôn luôn công kích hết thảy mọi điều mà Đức Chúa Trời thực hiện, cố gắng phá hỏng hết thảy mọi điều mà Đức Chúa Trời thực hiện. Đây là mục đích gian ác của nó. Như được ghi lại trong sách Job, hai đoạn hội thoại mà Satan nói này và những điều Satan đã làm đại diện cho sự chống đối của nó với Đức Chúa Trời trong kế hoạch quản lý 6.000 năm của Ngài. Ở đây, bản chất thật của Satan bị phơi bày. Ngươi đã từng thấy lời và việc làm của Satan trong đời thực chưa? Khi ngươi thấy chúng, ngươi có thể không nghĩ chúng là những điều do Satan nói, mà thay vào đó, nghĩ chúng là những điều do con người nói. Cái gì được thể hiện khi những điều như vậy được con người nói ra? Satan được thể hiện. Ngay cả khi ngươi nhận ra nó, ngươi vẫn không thể nắm bắt được nó thực sự đang được nói ra bởi Satan. Nhưng giờ đây, ngươi chắc chắn đã thấy điều chính Satan đã nói. Giờ đây, ngươi có sự hiểu biết hết sức rõ ràng và chắc chắn về diện mạo ghê tởm và sự hiểm ác của Satan. Thế có phải hai đoạn do Satan nói này có giá trị để giúp con người ngày nay có được kiến thức về bản tính của Satan không? Có phải hai đoạn này đáng được ghi nhớ cẩn thận để cho nhân loại hôm nay có khả năng nhận ra được bộ mặt ghê tởm của Satan, nhận ra bộ mặt thật ban đầu của Satan không? Mặc dù điều này có vẻ không phải là một điều thích hợp để nói, nhưng những lời này được bày tỏ như vậy, dù sao cũng có thể được xem là chính xác. Thật vậy, đây là cách duy nhất mà ta có thể bày tỏ ý này, và nếu các ngươi có thể hiểu được nó thì thế là đủ. Hết lần này đến lần khác, Satan công kích những điều Đức Giê-hô-va thực hiện, phun ra những lời buộc tội về sự kính sợ của Job với Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Satan cố gắng khiêu khích Đức Giê-hô-va bằng những cách thức khác nhau, cố khiến Đức Giê-hô-va dung túng cho sự xúi dục của nó về Job. Lời nó do vậy có một bản chất rất khiêu khích. Thế hãy nói cho ta, một khi Satan đã nói những lời này, Đức Chúa Trời có thể thấy rõ điều Satan muốn làm không? Có. Trong lòng Đức Chúa Trời, người đàn ông Job mà Đức Chúa Trời xem xét, người hầu cận này của Đức Chúa Trời, người mà Đức Chúa Trời xem là một người công chính, một người hoàn hảo, liệu ông ta có thể chống lại được kiểu cám dỗ này không? Được. Tại sao Đức Chúa Trời lại chắc chắn về điều đó như vậy? Có phải Đức Chúa Trời luôn dò xét lòng người? Đúng. Thế Satan có khả năng dò xét lòng người không? Satan không thể. Ngay cả nếu Satan có thể thấy lòng người, bản tính gian ác của nó sẽ không bao giờ cho nó tin rằng sự thánh khiết là sự thánh khiết hay sự nhơ bẩn là sự nhơ bẩn. Satan gian ác không bao giờ có thể trân quý bất cứ điều gì thánh khiết
công chính hay tươi sáng. Satan không thể ngừng hành động không mệt mỏi phù hợp với bản tính của nó, sự gian ác của nó và qua những phương thức thường lệ của nó. Ngay cả khi cái giá là bản thân nó bị trừng phạt và hủy diệt bởi Đức Chúa Trời, nó cũng không ngần ngại ngoan cố chống lại Đức Chúa Trời. Điều này là gian ác. Đây là bản tính của Satan. Thế nên trong đoạn này, Satan nói: lấy ra đền ra, phàm vật chi một người có, tất sẽ trao thế cho mạng sống mình. Nhưng bây giờ xin Chúa hãy giơ tay ra, đụng đến hại xương thịt người, ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt. Satan nghĩ rằng sự kính sợ của con người với Đức Chúa Trời là vì con người đã thu được quá nhiều lợi lộc từ Đức Chúa Trời. Con người thu được những mối lợi từ Đức Chúa Trời, thế nên họ nói Đức Chúa Trời là tốt lành. Nhưng không phải vì Đức Chúa Trời là tốt lành, mà chỉ vì con người thu được quá nhiều mối lợi, nên người ta mới có thể kính sợ Đức Chúa Trời theo cách này. Một khi mà Đức Chúa Trời lấy đi những mối lợi này khỏi con người, thì họ sẽ từ bỏ Ngài. Trong bản tính gian ác của Satan, nó không tin rằng lòng người có thể thực sự kính sợ Đức Chúa Trời. Vì bản tính gian ác của nó không biết sự thánh khiết là gì, càng không biết sự kính sợ là gì. Nó không biết vâng phục Đức Chúa Trời là gì hay kính sợ Đức Chúa Trời là gì. Vì nó không biết những điều này, nó nghĩ rằng con người cũng không thể kính sợ Đức Chúa Trời. Nói cho ta nghe, Satan không gian ác sao? Ngoại trừ hội thánh của chúng ta, không có tôn giáo và giáo phái hay các nhóm tôn giáo và xã hội nào tin vào sự tồn tại của Đức Chúa Trời. Họ càng không tin rằng Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt và đang làm công tác phán xét, nên họ nghĩ rằng điều ngươi tin không phải là Đức Chúa Trời. Một kẻ lăng nhăng nhìn xung quanh hắn và thấy mọi người khác lăng nhăng giống như mình nó vậy. Một kẻ xuyên tạc nhìn xung quanh và chỉ thấy sự không trung thực và những dối trá. Một kẻ gian ác thấy mọi người khác gian ác và muốn đấu đá với mọi người hắn thấy. Những ai phần nào thật thà thấy mọi người khác thật thà, nên họ luôn bị lừa gạt, luôn bị lừa đảo, và họ chẳng thể làm gì về việc này. Ta lấy vài ví dụ này để củng cố cho các ngươi trong niềm tin. Bản tính gian ác của Satan không phải là sự thôi thúc nhất thời hay bị quyết định bởi hoàn cảnh, cũng như nó không phải là sự biểu hiện tạm thời phát sinh từ bất cứ lý do hay yếu tố bối cảnh nào. Tuyệt đối không. Satan chỉ là không thể không như vậy. Nó không thể làm điều gì tốt lành. Ngay cả khi nó nói điều gì dễ nghe, nó chỉ để dụ dỗ ngươi. Lời nó càng dễ chịu, càng khéo léo, càng nhẹ nhàng, thì những ý định độc ác đằng sau những lời này càng hiểm độc hơn. Loại bộ mặt nào, loại bản tính nào Satan thể hiện trong hai đoạn này? Quỷ quyệt, hiểm độc và gian ác. Đặc điểm chính của Satan là gian ác. Trên hết, Satan là gian ác và hiểm độc.